Tôi xin thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường xin chân thành tri ân cảm ơn quý thầy cô, quý nhân viên nhà trường đã hơn 3 tháng qua vất vả và nỗ lực hết mình để xây dựng môi trường này ngày càng một tiến bộ hơn. Xin kính chúc quý thầy cô, quý nhân viên nhà trường nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Dịp 20 tháng 11, kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, thành công hơn trong cuộc sống và công việc. Mình tên là Phạm Hữu Hoàng. Khi mình về đây thì được giao trách nhiệm là dạy môn kỹ năng sống, làm tư vấn tâm lý cho học sinh. Một đôi điều nhỏ nói với quý thầy cô, tức là cái hình ảnh mà người thầy của năm xưa đối với những cái ngôi trường khác thì có lẽ nó mỗi ngày mỗi bị mất dần trong mắt của tất cả mọi người. Nhưng mà với môi trường này thì mình muốn tất cả thầy cô tìm lại cái hình ảnh mà nhà giáo chân thực nhất để được mọi người thấy. Và qua cái môi trường của mình, qua thầy cô của mình thì họ có một cái hy vọng nơi quý thầy cô ở ngôi trường này. Chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Hương Giang, mình đến từ trường Quốc tế Học viện Anh Quốc. Mình rất vui khi trường mình chuẩn bị chào đón ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, mình chúc tất cả những đồng nghiệp thân yêu của mình có một ngày lễ thật ý nghĩa và luôn nhiệt huyết trong công tác trồng người của mình. Mình tên là Nguyễn Nhật Quỳnh, công tác tại trường Quốc tế Học viện Anh Quốc. Tôi tên là Ngô Lê Tấn Phỉ, hiện là giáo viên tiếng Anh của trường Quốc tế Học viện Anh Quốc. Thì hôm nay tôi rất là bồi hồi xao xuyến bởi vì chuẩn bị đón với ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên ở tại trường Quốc tế Học viện Anh Quốc. Thì tôi không biết nói gì hơn. Tôi kính chúc cho quý thầy cô và nhân viên cùng các em học sinh tại trường Quốc tế Học viện Anh Quốc nói riêng và những người đang công tác tại ngành giáo dục nói chung có một ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 thật long trọng, hạnh phúc và thành công. Xin chào mọi người, mình là anh Thi, mình hiện tại là đang là giáo viên mầm non của trường Học viện Anh Quốc. Nhà ngày 20 tháng 11, mình xin chúc toàn thể quý thầy cô ở trường Học viện Anh Quốc có một buổi thật là vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên con đường mình đang bước đi. Chào mọi người, mình tên là Lê Thị Dương, hiện tại mình đang phụ trách dạy bộ môn sinh học. Nhân ngày 20 tháng 11, mình xin chúc cho quý thầy cô và toàn thể cán bộ nhà trường sức khỏe và thành công trong công việc giảng dạy, dìu dắt các em đến bến bờ thành công các cần nhé. Xin chào, em là Kim Hạnh, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 31 trường Học viện Quốc tế Anh Quốc. Em mong tất cả các thầy cô giáo trong trường cũng như các thầy cô giáo và thể đất nước Việt Nam này có đầy đủ sức khỏe, tình yêu thương và vui vẻ để cống hiến cho em tên là Kiều Thị Hồng Liên, là giáo viên chủ nhiệm của lớp 1.1 và hiện tại đang công tác tại trường Học viện Anh Quốc UKA. Em xin kính chúc toàn thể quý thầy cô trong nhà trường sẽ luôn hạnh phúc, vui vẻ và luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục. Xin chào, là Trần Thị Ngọc Bích, hiện là giáo viên âm nhạc và đang công tác tại Học viện Quốc tế Anh Quốc. Cũng nhân ngày 20 tháng 11, chúc quý thầy cô giáo được mạnh khỏe, nhiều niềm vui và mỗi ngày đến trường sẽ là một niềm vui và sẽ được rất là nhiều học sinh yêu quý. Các thầy cô giáo sẽ là những người lái đò vững tay chèo nhất để có thể đưa được những cái con đò qua sông một cách an toàn. Hello, my name is Tommy. I go to UKA school. My teacher is Mr. Tui. But I just want to say Happy Teacher Day to every teachers in the school. Nghe một bài hát với giai điệu và ca từ tha thiết, chân tình, giàu hình ảnh như một câu chuyện kể. Vẫn nhớ những khi trời mưa, vẫn chiếc áo vá sờn đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Ngỡ như đó là một tiếng vọng về từ nơi nào đó xa lắm. Tôi đã lắng nghe bài hát ấy
với một chút cảm xúc lạ, một chút tò mò. Sao giữa dòng đời bươn chải, bộn bề, cả âm nhạc và tâm hồn người cũng ngập chìm vào những lo toan, tính toán chuyện áo cơm, lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. Lại có những dòng nhạc thảnh thơi, nhẹ nhàng như thế. Âm nhạc làm ta gợi nhớ, có thể dẫn dắt ta về với những ký ức xa xưa. Bài hát đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ đến những người thầy, những cô giáo ngày xưa của mình, những người nghiêm khắc, những người dịu hiền, những người đã khuất, những người đã đi xa, những người tôi thoáng được gặp lại, và cả những người tôi chưa một lần chợt nhớ trong cuộc sống khá nhiều lo toan của mình. Người thầy trong bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy thật bao dung. Ông vượt qua bao gian khó nhọc nhằn, luôn nặng lòng với cuộc sống, với những gương mặt học trò đã được bàn tay ông nâng niu, dìu dắt. Tôi bỗng chợt nhớ đến lời của mẹ ru ngày nào: sang sông phải bắt cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy. Tôi mong sao bài hát ấy sẽ đến được với mọi người, với những người thành đạt và cả những người vô danh, để ai cũng được tìm lại những khoảnh khắc hạnh phúc tinh khôi nhất của đời người. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Rồi năm tháng sông dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi, chỉ trên phố dòng sông vắng bây giờ gió mưa, còn ai nhớ